Giữa nghi vấn sắp lên xa hoa, Hoa Minzy nói gì? Vừa qua, cộng đồng mạng được chứng kiến 1001 khoảnh khắc tấu hài của Hoa Minzy trong đám cưới Puka Kim Tuấn Kiệt. Có thể thấy nữ ca sĩ là một trong những cây hài với nhiều trò lầy lội nhất trong hôn lễ Puka Kim Tuấn Kiệt. Diễn biến sự việc thế nào, mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Chứng kiến khoảnh khắc anh chị hạnh phúc, Hoa Minzy không khỏi xúc động. Nữ ca sĩ muốn dành những điều vui vẻ nhất trong ngày vui của hai người thân thiết. Cô bày tỏ, Hoa hết mình với mọi người để mọi người cũng hết mình lại với Hoa nhỉ. Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận hy vọng Hoa Minzy sẽ sớm có được hạnh phúc như Puka, Kim Tuấn Kiệt. Nhiều khán giả đặt nghi vấn phải chăng giọng ca gốc Bắc Ninh chuẩn bị lên xa hoa. Ngay sau đó Hoa Minzy liền lên tiếng, sao mọi người nói chuyện bình luận như em sắp đám cưới vậy, có người yêu hay không thì em cũng sẽ không chủ động nữa đâu nhá, để người ta chủ động hỏi, chủ động xin cưới mình thôi. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hoa Minzy ít rất hiếm chia sẻ về chuyện riêng tư. Thời gian này, nữ ca sĩ dành phần lớn tập trung cho công việc và chăm sóc quý tử. Khán giả mong rằng cô sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình. Các bạn nghĩ sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nha! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!